Đây là đoạn phim ghi hình cảnh tượng ca sâu mõm ngắn Mỹ kéo xác đồng loại trên hồ Apopka, miền Trung Florida, hôm 25 tháng 8 năm 2023. Ca sâu mõm ngắn Mỹ, giống như nhiều loài ca sâu khác, có hành vi săn đồng loại, nhưng thường thì là những con lớn ăn thịt con non. Hiếm khi thấy ca sâu lớn giết và ăn thịt những con khác có kích thước tương đương. Dấu hiệu nhận biết trong các video này là mức độ tẩy trắng da của những con cá sấu chết. Nếu da cá sấu đổi màu như vậy thì nghĩa là nó đã chết được một thời gian và bị phơi nắng. Cá sấu hài lòng với thịt chết cũng như thịt sống, thậm chí còn hài lòng hơn vì về cơ bản, đó là một bữa tiệc miễn phí. Với chiều dài lên đến 4,7m và có thể nặng tới 450kg, cá sấu mõm ngắn Mỹ được coi là nguy hiểm với con người.